Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoản Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 301, khác thường. Hạ Ngọc. Tạ Chi Phi chưa bao giờ tùy tiện chen vào, vô cớ chen vào. Có phải Hạ Mama không? Quế Hoa vừa nghe đến cái tên này, nắm lấy tay Yến Tam Hợp, ở nơi người khác không nhìn thấy, hai hàm răng bà cắn chặt với nhau. Yến Tam Hợp nhận ra sự căng thẳng của nàng, dịu dàng hỏi. Quế Hoa, Hạ Ngọc vì sao ghen tị với Thệ Thủy thế? Tại sao ư? Lời từ trong kẽ răng Quế Hoa thốt ra. Bởi vì ta đê tiện. Trong 12 tiểu nương tử mới tới, Thệ Thủy là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng là người thông minh nhất, đẹp nhất. Thệ Thủy rất xinh đẹp. Quế Hoa nhìn thiếu nữ trước mặt. Ánh mắt đen hơn ngươi, da còn trắng hơn ngươi. Ngươi đừng so sánh nàng với Thệ Thủy. Tạ Chi Phi lại đột nhiên chen vào, ngữ khí rất nóng nảy. Quế Hoa sợ tới mức run lên, chẳng dám nói gì tiếp. Yến Tam Hợp còn chưa có phản ứng, Tiểu Bùi Gia đã đánh hắn một cái. Ngươi làm gì thế? Cút ngay. Tạ Chi Phi hất tay Tiểu Bùi Gia ra, vẻ mặt nặng nề đáng sợ. Tiểu Bùi Gia rùng mình. Tên nhóc này làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à? Hay là bị ma nhập? Lý bất ngôn. Yến Tam Hợp không quay đầu lại. Ngươi đưa Tam gia qua bên cạnh đi. Tam gia, đi thôi. Đi cái gì mà đi? Tạ Chi Phi tức giận trừng Lý bất ngôn. Gia muốn nghe. Lý bất ngôn nheo mắt lại, như cười như không nói. Chẳng ai không cho gia nghe cả, nhưng gia cũng nên biết điều chút. Quế Hoa là ngươi đã chết một lần rồi, lá gan nhỏ. Ngươi đừng dọa bà ta nữa. Phiên dịch ra tiếng người là, Tam gia, hiểu chuyện tí đê. Thực tế lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng Tam gia đã hối hận, nhưng chuyện so sánh Thệ Thủy với Yến Tam Hợp, hắn không thể nào nhịn được. Thệ Thủy mặc dù là nữ nhi của Thái Sư, nhưng cuối cùng lại lưu lạc vào Phong Trần, sau còn trốn vào Không Môn, sau khi chết quan tài không khép lại được, đây nương nó là cái gì số mệnh gì? Muội muội ta phải là người có số mệnh tốt nhất trên đời. Trong lòng hắn oán hận nói. Yến Tam Hợp nhận ra sát khí trên người này, không thể không xoay người, dùng giọng điệu ra lệnh nói với hắn. Yên tĩnh đi, không được chen vào. Tạ Chi Phi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yến Tam Hợp, không giãy giụa nữa, thành thật gật đầu. Hắn gật đầu một cái, ngoại trừ Hoàng Kỳ bị âm khí của bãi tha ma dọa đến mức chẳng dám nghĩ gì thì trong lòng ba người còn lại đều có suy nghĩ riêng. Lý bất ngôn, xác nhận qua ánh mắt rồi, Tam gia về sau hẳn là sợ vợ. Chu Thanh, gia gần đây rất khác thường. Tiểu Bùi Gia, lấy ánh mắt người từng trải của hắn mà xem, tên nhóc này không phải rung động với Yến Tam Hợp đấy chứ. Quế Hoa, xin lỗi. Yến Tam Hợp rất bình tĩnh nói. Vị này là Tạ phủ Tam gia, ngươi không cần sợ hắn, hắn cười lên nhìn ôn hòa nhất đó. Quế Hoa nhìn Tạ Chi Phi, lại nhìn Yến Tam Hợp, như là bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Vừa rồi, ta nói đến đâu rồi? Nói đến Hạ Ngọc ghen tị với Thệ Thủy, nói Thệ Thủy ở trong Hồng Lâu chịu rất nhiều khổ. Đúng, chịu khổ rất nhiều. Thệ Thủy ở trong Hồng Lâu trổ hết tài năng, ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp và đầu óc thông minh ra. Còn có một phần là dựa vào cầm kỳ thư họa. Cầm kỳ thư họa của nàng, đến mama giảng bài cũng không bằng. Nhưng bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nên Thệ Thủy càng xuất chúng, những tiểu nương tử kia lại càng ghen tị. Hoa khôi chỉ có một, làm hoa khôi lại được lợi nhiều, ai chẳng muốn ngồi lên bảo tọa kia, để cho các quý nhân nhìn thấy, đưa tay kéo các nàng thoát khỏi vũng bùn. Các người biết Hạ Ngọc kia đã làm những gì không? Quế Hoa tự hỏi tự đáp. Nàng ta thả sâu lên giường Thệ Thủy, cắt nát áo quần nàng giặt, thả kim trong giày thêu của nàng. Hạ Ngọc đến sớm hơn Thệ Thủy 2 năm, vì xinh đẹp miệng lại ngọt nên các mama đều rất thích nàng. Thệ Thủy vừa đến, nàng ta cảm thấy nguy hiểm. Tiểu nương tử này trước kia ở khuê phòng tranh sủng đã quen, lòng dạ còn ác độc hơn cả rắn, chiêu thức bị ổi gì cũng có thể dùng được. Thệ Thủy bị mắng bị đánh vì nàng. Nghiêm trọng nhất là bị phạt quỳ gối trong tuyết suốt một đêm. Đó là mấy ngày lạnh nhất trong năm, tuyết lớn bay lả tả đầy trời, nàng mặc bộ đồ mỏng, lạnh đến run lẩy bẩy. Hạ Ngọc cầm ô chậm rãi đi tới trước mặt nàng, giơ giày thêu lên đá một cước, khiến Thệ Thủy ngã xuống đất. Hạ Ngọc lại tiến lên một bước, giẫm lên tay nàng rồi dí xuống. Ta hận nhất là có người đè ép ta, ai đè ép ta, ta giết chết người đó. Thệ Thủy, ta khuyên ngươi không nên đấu với ta, ngươi đấu không lại đâu. Thệ Thủy nhấc mí mắt lên, bình tĩnh nói một câu. Chỉ sợ rất nhiều chuyện ngươi chẳng thể làm được, lúc ấy ta trốn trong bóng tối, lời này ta nghe rất rõ ràng. Quế Hoa chép miệng. Ta ngẩn lạ lời nói của Thệ Thủy, mỗi một chữ đều rất có lý. Trên đời này một người có thể ăn mấy chén cơm, uống mấy chén canh, hưởng bao nhiêu phúc, chịu bao nhiêu khổ, đều do ông trời sắp đặt cả. Vì thế ngươi đã ra tay giúp nàng. Yến Tam Hợp thử thăm dò hỏi. Đúng. Quế Hoa buông tay Yến Tam Hợp ra, hơi ngượng ngùng gãi mặt. Nương ta nói, nữ nhân ức hiếp nữ nhân không tính là bản lĩnh, nữ nhân ức hiếp nam nhân mới tính là bản lĩnh thật sự. Nương ta còn nói, kỹ nữ là hạ tiện, nhưng tiện ở thân thể, không phải tâm hồn, tâm của một người không thể xấu được. Nương ngươi nói đúng. Yến Tam Hợp nhìn Quế Hoa, chân tâm thành ý nói. Đáng tiếc ta sinh ra muộn, nếu không chắc chắn sẽ kết giao với kỳ nữ như vậy. Mí mắt Quế Hoa co rút nhìn Yến Tam Hợp, hai mắt đỏ bừng nhưng không có nước mắt. Người già rồi, nước mắt sẽ ít đi, nhưng cảm động trong lòng sẽ không ít. Nương bà là ai? Nhưng cô nương này lại nói bà là kỳ nữ. Thực ra trong lòng bà cũng cảm thấy nương là một kỳ nữ, đổi thành tiểu nương từ khác thì đã uống một chén thuốc phá thai rồi, sao còn có bà ở đây? Một câu nói này của Yến Tam Hợp khiến Quế Hoa quyết định phải kết hết chuyện trong lòng ra. Thực ra lời của nương ta nói cho là một mặt thôi, mặt khác là ta ở giáo phường Ti nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào bên ngoài mềm mại, nhưng trong xương lại quật cường như Thệ Thủy thế. Yến Tam Hợp đột nhiên hứng thú. Ngươi nói bà quật cường ư? Ừ. Quế Hoa gật đầu. Yến Tam Hợp. Có thể đưa ra một ví dụ không? Quế Hoa suy nghĩ một chút. Lần nàng bị phạt quỳ gối trong tuyết là một ví dụ. Khóa học thư pháp lần đó, theo lệ thường, tất cả tiểu nương tử mỗi người chép một đoạn kinh Phật, những tiểu nương tử khác đều dùng khải thư, chỉ có Thệ Thủy dùng thể xấu kim. Lúc giảng bài Mama vốn không nói gì, nhưng Hạ Ngọc kia chen lại vào một câu, thể xấu kim là kẻ ngông cuồng viết, là bất kính đối với Phật Pháp. Thệ Thủy nhìn nàng một cái, nói. Phật độ tất cả chúng sinh, kẻ ngông cuồng cũng là chúng sinh, tại sao lại bất kính? Hạ Ngọc cười gằn một tiếng. Đừng nói dễ nghe như vậy, không phải là muốn dùng chữ này để giành vị trí hoa khôi sao? Trong đôi mắt đen nhánh của Thệ Thủy tất cả đều là sự khinh thường. Ta có dùng hay không là chuyện của ta, cần gì ngươi quan tâm, lo chuyện của mình đi, đừng có duỗi tay ra quá dài. Hạ Ngọc giống như con bướm nhào vào trong lòng Mama, nước mắt lưng tròng nói. Mama, người nhìn xem nàng nói gì kìa. Hai tiểu nương tử xuất chúng nhất của giáo phường Ti, nếu dạy dỗ tốt thì chính là cây kiếm tiền đáng giá nhất, Mama buộc phải ra hòa giải. Thệ Thủy, ngươi mau tới xin lỗi Hạ Ngọc đi. Quế Hoa chợt mỉm cười, nhìn Yến Tam Hợp hỏi. Cô nương biết Thệ Thủy đáp lại thế nào không? Chương 302, Cố Bướng. Nàng nói, trực như huyền, từ đạo biên, khúc như câu, phản phong hầu sao. Chấm. Sao ý muốn nói cương trực thẳng thắn thì bị hại chết ven đường, gian xảo lươn lẹo lại được thăng quan tiến chức. Từng câu từng chữ như sét đánh bên tai Yến Tam Hợp. Người biết câu này rất ít, Thệ Thủy có thể nói ra chứng tỏ nàng rất thích câu nói này. Người thích câu nói này, tính cách không chỉ kiêu hãnh mà còn rất bướng bỉnh. Cố bướng và quật cường khác nhau. Cố bướng là một loại thái độ, là một thứ đã ăn sâu vào xương cốt máu huyết. Quật cường là tính cách một người sẽ dần thay đổi khi người đó đối mặt với chuyện gì hoặc gặp người nào đó. Anh hùng tiếc anh hùng, mỹ nhân thương mỹ nhân. Yến Tam Hợp như nhìn thấy một hình ảnh khác của chính mình, đang cố vùng vẫy trong vũng lầy của số phận. Cô nương, liệu có phải ta nhớ nhầm không? Quế Hoa thấy nàng không nói gì, cảm thấy hơi gượng gạo. Câu này ta không hiểu, học bao lần mà không thuộc, sau đó khi Thệ Thủy trở thành hoa khôi, nàng mới dần dần dạy ta nhớ. Nhớ rất chính xác. Yến Tam Hợp nhìn bà. Lời của Thệ Thủy là nhằm vào Mama, những ngày tháng sau này của bà sẽ không được suôn sẻ. Có ta âm thầm bảo vệ, ắt sẽ suôn sẻ. Ánh mắt Quế Hoa thoáng lộ tia đắc ý. À tiện nhân Hà Ngọc đó dù có được người khác yêu thích đến đâu, cũng chỉ là mới đến giáo phường Ti vài năm, làm sao đấu lại ta. Với tính cách của Thệ Thủy, nhất định sẽ từ chối sự giúp đỡ của bà. Cô nương nói không sai, có ai không muốn một cuộc sống bình yên, ai lại muốn bị trừng phạt và chịu nhục nhã chứ? Quế Hoa, à khốn, Hạ Ngọc kết bè kết đảng cùng các tiểu nương tử khác bắt nạt nàng, ta đành bày ra tư thế kẻ xấu, nào còn ai dám tiến lên nửa phân. Bà sinh ra và lớn lên ở Giáo Phường Ti, việc giỏi nhất chính là la lối om sòm, chỉ mèo đánh chó, không màng đạo lý. Hạ Ngọc bị bà chỉnh đốn vài lần, đã trở nên thành thực hơn. Bà bảo vệ nàng sẽ coi bà là bạn tốt của nàng. Yến Tam Hợp, ta nói có đúng không, Quế Hoa? Không sai một chữ nào. Dần dần, Thệ Thủy đã thay đổi cách nhìn đối với bà. Bà phụ trách dọn dẹp trong Hồng Lâu, chỉ cần bà đến, ánh mắt Thệ Thủy sẽ dán chặt vào bà. Ánh mắt của người đọc sách và người thường không giống nhau, rất đen, rất sáng, rất trong, khi cụp xuống không khác gì vầng trăng lưỡi liềm. Ban ngày họ nhìn thấy nhau từ xa, mỉm cười trong lòng. Tối đến, bà sẽ tìm cách vào Hồng Lâu, buôn chuyện trên trời dưới bể với Thệ Thủy. Bất kể chuyện gì của Giáo Phường Ti, bà đều kể lại cho Thệ Thủy nghe. Cái gì cần chú ý, người nào không thể đắc tội, nơi nào có thể làm biếng một chút, lai lịch của các ma ma. Thệ Thủy sẽ kể chuyện trời đất bên ngoài cho bà, mùa nào đẹp nhất trong năm của Thành Tứ Cửu, những con đường nhỏ hẻm, nhà nào có đồ ăn ngon, vở kịch nào hay nhất trong hí viện tử góc phố. Quế Hoa, Yến Tam Hợp ngắt lời. Thệ Thủy thích nghe kịch à? Nàng thích nghe kịch nhất, mỗi một lời kịch là gì, ca từ ra sao, nàng đều biết rõ ràng. Quế Hoa đột nhiên mỉm cười. Có một đêm, nàng còn hát cho ta nghe, uốn cong eo nhỏ, tay uốn hình hoa lan sao, hát cũng ra trò lắm. Sao tư thế khi hát hí kịch? Trong lòng Yến Tam Hợp có chút run rẩy. Lúc này, phía sau có một ngón tay chọc qua, không cần nghĩ cũng biết là vị gia đó. Vị gia này từng nói, khi trống đánh, tiếng la vang lên, thì vở kịch sẽ bắt đầu. Tĩnh Trần không thể quên được chính là một đoạn tiếng la này, hắn đang nhắc nhở nàng, tâm ma liệu có liên quan đến hát kịch hay không? Rất có khả năng liên quan. Yến Tam Hợp nhẹ gật đầu, coi như đáp lại. Thệ Thủy thích nghe khúc nào nhất, Quế Hoa bà có biết không? Nàng thích nghe hết, không có thích nhất, lúc đầu chỉ cần là sân khấu kịch Giáo Phường Ti, nàng sẽ không rời bước nổi. Lúc đầu, Yến Tam Hợp nhạy bén nói. Vậy cũng có thể nói, sân khấu kịch Giáo Phường Ti sau này, nàng dễ dàng rời đi. Quế Hoa vào lúc này mới nghiêm túc đánh giá Yến Tam Hợp, trong lòng thầm cảm thán, thật là một cô nương thông minh. Sau đó không biết tại sao, nàng không thích nghe nữa. Bắt đầu từ lúc nào nàng không thích nghe nữa vậy? Cái này... Quế Hoa nghĩ một lúc lâu, mới nói không chắc chắn. Có lẽ từ sau khi được chọn làm hoa khôi. Yến Tam Hợp hỏi. Vì sao sau khi được chọn làm hoa khôi nàng lại không thích nghe kịch nữa? Câu này bà đã từng hỏi Thệ Thủy. Kịch đã bắt đầu rồi, bây giờ ngươi cũng không có khách, chúng ta đi nghe đi. Không đi, sao mà không đi, ngươi không phải thích nghe kịch nhất sao? Thệ Thủy đi đến trước cửa sổ, chỉ về sân khấu xa xa, ngẩn ngơ một lúc lâu rồi nói. Bọn họ hát kịch, chúng ta cũng hát kịch, bọn họ khóc trong kịch, chúng ta cũng khóc trong kịch, bọn họ khóc cho người xem kịch xem, chúng ta khóc cho chính chúng ta xem. Nàng không cam lòng làm kỹ nữ cả đời. Yến Tam Hợp trong mắt lộ ra nỗi thương xót, hỏi tiếp. Con đường tranh cử hoa khôi của Thệ Thủy có thuận lợi không? Quế Hoa lắc đầu. Nàng ngay từ đầu đã không muốn tham gia thi rồi. Vì sao? Vì thân phận của nàng. Yến Tam Hợp lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Đường Kỳ Lệnh từng làm thái phó của thái tử, con gái của thái phó cuối cùng lại là hoa khôi, chọc nam nhân cười, hầu nam nhân ngủ, điều này khiến thái tử vẫn còn tại vị xấu hổ biết bao. Theo bối phận, tiền thái tử còn phải gọi Thệ Thủy một tiếng tiểu sư muội. Về sau, vì sao nàng lấy lại được ý chí chiến đấu? Về sau... Sắc mặt Quế Hoa tức giận đến vặn vẹo. Thệ Thủy nghe có người nói sau lưng nàng không còn là xử nữ, nói nàng từ hồi còn ở khuê phòng đã làm trò loạn luân với phụ thân nàng. Yến Tam Hợp gấp gáp hỏi. Sau đó thì sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, Quế Hoa vẫn còn thấy phẫn nộ khi nghĩ đến những lời lẽ bẩn thỉu này. Sau đó nàng bắt đầu xông lên chiến đấu lại những người đó, đừng có trông nàng mỏng manh yếu đuối, khi nàng thực sự tàn nhẫn thì không ai là đối thủ của nàng. Hai tiếng thở dốc vang lên, gần như là cùng lúc, một tiếng đến từ Yến Tam Hợp, một tiếng là của Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi lại thò tay ra chọc vào sau lưng Yến Tam Hợp. Một tiểu thư gia đình thi lễ, đừng nói đánh nhau hay mắng người, cũng đều rất ít khi gặp. Thệ Thủy không thèm màng gì nữa mà vùng lên chống lại người khác, có thể thấy những lời này đã động chạm đến giới hạn cuối cùng của nàng. Từ đó có thể phán đoán rằng vụ việc loạn luân cùng với Đường Kỳ Lệnh khi còn ở nơi khuê phòng là hoàn toàn bịa đặt. Yến Tam Hợp quay đầu lại, ánh mắt khẽ chạm vào Tạ Chi Phi, sau đó quay người lại. Sau đó thì sao? Sau đó Thệ Thủy bị tống vào phòng chứa củi bỏ đói 3 ngày. Khi được thả ra, người gầy sọp cả đi, ta nhìn thấy thương vô cùng. Ai là chủ mưu phía sau? Ngoài tiện nhân Hạ Ngọc đó ra thì còn có thể là ai? Quế Hoa cười lạnh. Làm ra những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy là vì muốn hủy hoại danh tiếng của Thệ Thủy, không còn ai tranh chức Hoa Khôi với Dạ Xoa đó đầy bụng thâm hiểm. Có bằng chứng gì không? Chuyện này nếu có bằng chứng, ta chỉ cần chớp mắt một cái là đã có thể khiến con hồ ly tinh đó hiện nguyên hình. Yến Tam Hợp nghe nàng nói hùng hồn như thế cũng không tiện ngắt lời, hỏi tiếp. Vì Hạ Ngọc nên Thệ Thủy mới quyết tranh Hoa Khôi sao? Quế Hoa gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng tối nàng ngã bệnh, sốt suốt một đêm, khi trời gần sáng, nàng cầm tay ta, vừa khóc vừa nói. Nàng nói gì? Nàng nói. Quế Hoa, bọn họ đều muốn Đường ra chúng ta bị ô uế, tan tành, mục nát, ta không thể để cho họ đắc ý, ta phải sống thật tốt, sống đến ngày trời trong trăng sáng. Những lời này khiến trái tim mọi người không khỏi chấn động. Tạ Chi Phi thậm chí còn nhịn không được, liên tục chọc vào sau lưng Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp vội quay mặt lại, giật mình nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của Tam gia. Chương 303, học trò. Nữ tử cao môn danh giá, bị bắt nạt, nhốt trong phòng củi, bị bỏ đói 3 đêm, sau khi ra ngoài sốt cao suốt 1 đêm. Những lời thốt ra sau khi rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng. Sống đến trời trong trăng sáng lời này có nghĩa là gì? Nghĩa là trời không trong, trăng không sáng. Có nghĩa là vụ án của Đường ra trong mắt nàng có uẩn khúc. Có nghĩa là nàng không liều mạng tìm đường chết, nhẫn nhục ở Giáo Phường Ti chính là đợi ngày vụ án Đường ra được đưa ra ánh sáng. Vậy thì, ai có đủ bản lĩnh đưa vụ án Đường ra ngoài ánh sáng? Tiền Thái Tử. Nói cách khác, nàng đang đợi vị Tiền Thái Tử ngồi lên vị trí cao. Ở một góc độ khác, có lẽ, hoặc là, có khả năng vụ án gian lận khoa thi xuân của Đường Chi Lệnh có ẩn tình. Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn phải liên quan đến vụ án của Đường Chi Lệnh, sắc mặt Tam gia có thể không nghiêm trọng được sao? Yến Tam Hợp nhìn bà, không nói gì nhiều, bình tĩnh hỏi. Quế Hoa, vì thế nên Thệ Thủy đã hoàn toàn lột xác sao? Lại bị cô nương đoán trúng rồi. Thệ Thủy kể từ sau đêm hôm đó đột nhiên biến thành một người khác, không còn nhẫn nhịn nữa. Hạ Ngọc tát nàng một cái, nàng tát lại một cái, Hạ Ngọc vu cáo nàng lớn tiếng vạch trần ngay tại trận, Hạ Ngọc đưa giày chật cho nàng ném luôn giày vào mặt Người đời đều hèn mọn, sợ mạnh hiếp yếu. Sau vài lần, Hạ Ngọc không những không giành được ưu thế mà còn mất hết mặt mũi, dần dần kiềm chế hơn nhiều. Ngoài việc ăn miếng trả miếng, nàng còn tu lại sự xa cách cao ngạo trước đây, dần dần hòa đồng và các tiểu nương tử khác. Các tiểu nương tử cũng tự biết đối xử nặng nhẹ. Phía sau Thệ Thủy dù sao vẫn còn có một thái tử đương triều, còn phía sau Hạ Ngọc có gì, chả có cái rắm gì. Ngày tranh Hoa Khôi, cho dù không có bài thơ của Thệ Thủy, thì với nét bút xấu kim kia thôi thì Hạ Ngọc đã chẳng phải là đối thủ của nàng rồi. Quế Hoa giật mí mắt. Làm thơ quá tệ, tệ đến mức đám thư sinh đều la ó, đáng đời. Yến Tam Hợp cẩn thận thăm dò. Ta biết ngày đó có một thư sinh được vào phòng Thủy Tả cùng với Thệ Thủy tên Tuế Hàn Tam Hữu. Quế Hoa, người có biết vị Tuế Hàn Tam Hữu đó là người như thế nào không? Ta biết. Quế Hoa. Người đó là học trò của phụ thân nàng, bọn họ đêm đó không làm gì mà chỉ nói chuyện suốt đêm, vết máu đỏ đó là do thư sinh cắn ngón tay ấn lên. Yến Tam Hợp hỏi tiếp. Sao bà biết được? 3 tháng trước khi tham gia tuyển Hoa Khôi, quản sự của Giáo Phường Ti yêu cầu ta phải canh giữ gian ngoài phòng Thủy Tả vào đêm đó, động tĩnh gì ta cũng nghe được rõ ràng. Thì ra là vậy. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn Đường Chi Vị trên bầu trời đêm tối đen, cuộc gặp gỡ tối nay giữa ta và Quế Hoa, có phải là nàng đã bí mật dẫn đường cho ta tìm thấy bà ấy hay không? Vị thư sinh đó tên là gì? Ta chỉ biết hắn họ Chư, bọn ta hay gọi hắn Chư công tử. Chư. Yến Tam Hợp nghiêng mặt, nói với người phía sau. Cái tên này rất hiếm gặp, quả thực rất hiếm. Tạ Chi Phi âm thầm liếc Chu Thanh. Có được cái họ, là học trò của Đường Chi Lệnh, tự xưng Tuế Hàn Tam Hiểu, phạm vi đã thu hẹp hơn nhiều, tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Chư công tử có hay đến giáo phường Ti không? Không hay đến, 2-3 tháng mới đến một lần. Đến mấy năm, khoảng 3-4 năm, 3-4 năm sau thì không đến nữa sao? Quế Hoa ngẫm nghĩ. Cũng vẫn đến, sinh nhật Thệ Thủy hàng năm đều đến. Yến Tam Hợp. Nàng sinh nhật vào khi nào? Quế Hoa. Ngày 2 tháng 2. Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Sao? Sao rồng ngẩng đầu mùng 2 tháng 2 âm lịch còn được gọi là lễ canh tác vụ xuân, lễ nông nghiệp, lễ thanh long, lễ xuân long vê. Vê là lễ hội truyền thống dân gian Trung Quốc. Rồng là chỉ tinh tượng thương long thất túc phương Đông trong 28 túc, mỗi khi đến đầu tháng Mão giữa xuân. Sao Long Giác lại bắt đầu mọc lên từ đường chân trời phương Đông, cho nên gọi là Long ngẩng đầu. Chấm. Sinh nhật Thệ Thủy hóa ra lại là một ngày tốt lành như vậy. Yến Tam Hợp chợt thấy thổn thức, ngoài chư công tử ra thì còn có ai hay đến nữa không? Không có. Sắc mặt Quế Hoa chợt dừng lại, dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó. Không đúng, sau này còn có một vị Đường Ra. Yến Tam Hợp. Đường Ra là người như thế nào? Quế Hoa. Có vẻ cũng là học trò của phụ thân Thệ Thủy, có lần ta nghe thấy Thệ Thủy gọi một tiếng tiểu sư huynh. Nhà họ Đường. Đường thiếu gia. Cái họ cùng giống nhau. Vị Đường Gia này ngoài là học trò của Đường Chi Lệnh ra, thì không biết có mối liên quan nào khác đến nhà họ Đường hay không? Yến Tam Hợp. Đường Gia lúc đến thường sẽ làm gì? Quế Hoa. Cũng giống Chu công tử, chỉ ngồi uống trà, nói chuyện. Yến Tam Hợp. Bọn họ thường nói chuyện gì? Quế Hoa đưa tay gãi gãi mặt. Cô nương, nếu ta nói ta chẳng họ nói chuyện gì thì ngươi có tin không? Yến Tam Hợp không chút do dự gật đầu. Tin, ta thật sự không hiểu. Quế Hoa nhớ lại. Thệ Thủy cũng không cho ta biết, mỗi lần bọn họ đến nàng đều bảo ta đi chỗ khác, có lần ta nhịn không được hỏi nàng, chúng ta quan hệ thân thiết như vậy, sao ngươi vẫn không tin ta? Thệ Thủy không phải không tin bà, mà là không muốn bà biết quá nhiều, sợ liên lụy đến bà. Cô nương, sao chuyện gì ngươi cũng biết thế? Hốc mắt Quế Hoa đỏ lên, kinh ngạc nói. Nàng cũng nói như vậy với ta, ban đầu ta vẫn không tin, còn giận dỗi nàng mấy ngày. Vài ngày sau ta mới hiểu ra là mình thật quá ngu ngốc. Không phải bà ngốc, mà từ nhỏ đã sinh sống ở giáo phường Ti, nào có chút lòng phòng bị với thời cuộc. Chu công tử, Đường Ra đều là học trò của Đường Chi Lệnh, quá nửa là về phe thái tử, bọn họ đến giáo phường Ti thăm tiểu sư muội thì chắc chắn sẽ mang tin tức từ bên ngoài tới. Thái tử thế nào, thời cuộc ra sao, thời gian một đêm đủ để Thệ Thủy hiểu được tình hình bên ngoài. Người sống trong vũng bùn không đáng sợ là không có ngày ngóc đầu lên được, sự xuất hiện của hai người Chu, Đường, có lẽ chính là động lực và dũng khí giúp Thệ Thủy có hy vọng chờ ngày trời trong trăng sáng. Dũng khí này chính là thứ mà Thệ Thủy cần, cũng là điều bọn họ muốn khích lệ Thệ Thủy tiếp tục sống, dốc lòng dành tặng cho nàng. Sợi tơ lòng trong Yến Tam Hợp khẽ rung động. Quế Hoa, sau khi Thệ Thủy làm hoa khôi, có bao giờ phải chịu ấm ức từ khách chưa? Quế Hoa còn chưa từng nghĩ đến điều đó, dứt khoát nói. Chưa từng. Lần này, tiểu Bùi gia nhịn không được xen vào. Quế Hoa, giáo phường Ti làm gì có tiểu nương tử nào chưa từng bị ức hiếp, ngươi có nhớ nhầm hay không? Tạ Chi Phi cười gần một tiếng. Cho dù là hoa khôi, cũng chỉ có thời gian đỉnh cao 3 năm, không còn nổi tiếng nữa, làm gì có ai coi trọng nàng. Sắc mặt Quế Hoa khẽ thay đổi. Ta không nói dối, nàng không bị ức hiếp, người như nàng, ai dám bắt nạt. Tạ Chi Phi. Không hề làm khó dễ một chút gì sao? Quế Hoa chớp mắt. Khách nàng tiếp đều là người đọc sách đều là người nhã nhặn, sẽ không làm khó người khác. Đúng, sẽ không làm khó nàng. Yến Tam Hợp vỗ nhẹ vào tay Quế Hoa, nói đầy ẩn ý. Nàng là một người tốt, đến Phật tổ cũng bảo vệ nàng. Vừa dứt lời, đồng tử của hai người phía sau gần như đồng thời co rút lại. Ở chốn Phong Nguyệt, sự phù hộ của Phật tổ chẳng có ích gì, nỗi khổ phải chịu, ức hiếp phải chịu đều không ít. Trong suốt 9 năm tiếp khách ở giáo phường Ti, nhưng khách đến lại chẳng hề làm khó. Người che chở nàng không phải Phật tổ, mà là một bàn tay vô hình. Bàn tay này có khả năng chính là Tiền Thái Tử. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 304, Lý Tam. Tạ Chi Phi thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này lọt vào tai Yến Tam Hợp, chứng tỏ hắn và tiểu Bùi gia đều hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nàng vừa nói. Như vậy, việc chuộc thân của Thể Thủy cũng là do Tiền Thái Tử âm thầm lên kế hoạch sao? Quế Hoa, nàng hỏi tiếp, người chuộc thân cho Thể Thủy tên Lý Tam, bà có biết chuyện gì liên quan đến người này không? Hắn là một tên lừa đảo. Vẻ mặt Quế Hoa đột nhiên kích động, nhìn chằm chằm vào Yến Tam Hợp nói một cách chua chát. Mồm thì nói hay lắm, muốn chuộc Thể Thủy về làm thiếp, kết quả thì sao? Yến Tam Hợp giật mình vì sự hận thù trong mắt bà ta, im lặng một khắc rồi khẽ nói. Lý Tam là người ở đâu? Giả dối, tất cả đều là giả. Quế Hoa đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt cánh tay Yến Tam Hợp. Ta từ nhỏ lớn lên ở Giáo Phường Ti, mồm miệng mặt mũi nam nhân như nào ta đều nhìn rõ, quần vừa cởi ra, thì ai nấy đều chỉ tay lên trời thề thốt, nói còn hay hơn hát. Thứ của nợ vừa rút ra thì ngay lập tức muốn bỏ thuốc chuột vào trong bát nước của ngươi, người như thế sao thật lòng thật giả rước nàng về làm thiếp được. Đúng là con sâu làm dầu nồi canh. Tiểu Bùi Ra nhướng mày, đang định cự lại, thì liếc qua sắc mặt Yến Tam Hợp, cuối cùng cũng phải nhịn lại. Thôi, vì hoán niệm giải ma, Tiểu Bùi Ra ta đành ngậm đắng nuốt cay thay cho các đấng nam nhân. Yến Tam Hợp thuận thế nói. Nếu mọi thứ đều là giả, làm sao hắn lại chuộc thân được cho Thể Thủy được? Giáo Phường Ti cũng đồng ý sao? Hắn có bạc, rất nhiều bạc. Quế Hoa mở miệng, không hề báo trước mà khóc giống lên. Ta đã cố gắng khuyên can ngăn chặn nhưng nàng không nghe ta. Ta đối xử với nàng tốt như vậy, tim gan cũng có thể móc ra đưa cho nàng, sao nàng lại không nghe lời ta, nên phải chịu báo ứng a. Âm thanh ghê gợn chui vào tai, khiến tim mọi người đập thình thịch, Hoàng Kỳ thậm chí còn rảo bước về phía Yến Tam Hợp. Tiếng kêu này, thật sự có thể gọi ma quỷ hiện hình. Yến Tam Hợp nghe ra có thứ gì có khác lạ trong tiếng kêu này, lập tức đưa tay bịt miệng Quế Hoa lại. Âm thanh đột ngột dừng lại, Quế Hoa mở to mắt kinh hãi nhìn nàng. Quế Hoa, ta hỏi bà mấy câu, đúng thì bà gật đầu, không đúng thì lắc đầu. Đôi mắt Quế Hoa chuyển động, mơ hồ nói một tiếng. Được. Yến Tam Hợp, bà ngăn việc chuộc thân của Thể Thủy, là sợ nàng chịu thiệt thòi ư? Quế Hoa ra sức gật đầu. Yến Tam Hợp, nhưng nàng kiên quyết muốn rời đi cùng Lý Tam. Quế Hoa vừa gật đầu, vừa còn. Yến Tam Hợp đột nhiên đổi chủ đề. Thủ đoạn bà dùng không quang minh chính đại. Sự hoảng loạn đột nhiên dâng lên trong đôi mắt đục ngầu của Quế Hoa. Yến Tam Hợp không để cho bà ta có thời gian hoảng sợ. Sau đó, các người cãi nhau to vì chuyện này, thậm chí chẳng hề nói lời tạm biệt, có đúng không? Cô gái có đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt sắc như dao, khiến cho Quế Hoa không thể trốn tránh, sự bấn loạn trong mắt dần chuyển thành kinh hãi. Bà hất tay Yến Tam Hợp ra, hét đến xé ruột xé gan về phía Yến Tam Hợp. Không đúng, ta có tiễn, ta đi tiễn nàng ở phía sau Lý Tam, chẳng buồn ngoái đầu lại. Không ngoái lại, hu. Tay Yến Tam Hợp không thu về, đặt lòng bàn tay lên đầu Quế Hoa. Bà đi tiễn, trong lòng vương vấn nàng, không nỡ rời xa nàng, muốn nàng ở lại. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt già nua của Quế Hoa, cùng với hai hàng nước mũi sụt sùi khiến cho Tiểu Bùi Ra cảm thấy khó chịu buồn nôn. Nói cho ta biết, Quế Hoa, Lý Tam đó rốt cuộc là ai? Yến Tam Hợp khẽ hít sâu một hơi. Giữa các người rốt cuộc có chuyện gì? Trái tim của Quế Hoa dần bình tĩnh lại. Bà sống đến chừng này tuổi, rất lâu rồi không có ai chạm vào đầu bà, nương cũng rất ít xoa đầu bà, nương luôn ghét bỏ bà là đồ con hoang, chân vừa dạng ra là chẳng thấy đâu cả. Trước lúc lâm chung, nương mới đặt tay lên đầu nàng. Hoa Nhi, con có biết chuyện hối hận nhất cuộc đời của nương là gì không? Là sinh ra con, ta không nên để con đến thế giới này để chịu khổ sở. Nàng cúi đầu nhìn xuống ngón chân mình, trong lòng tự nhủ nói lời này có ích gì, bà cũng không thể nhét con vào bụng lại được. Quế Hoa lắc đầu, như muốn xua đi bóng hình của nương trong đầu mình, xì mũi hai cái rồi nín, dùng ngón tay chỉnh lại gót giày, nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp. Tên Lý Tam kia là thương nhân từ phía Nam đến. Thương nhân ư? Nói là buôn bán tơ lụa, nhưng ta thơ ẩn không giống lắm. Yến Tam Hợp nhẹ nhàng xoa đầu Quế Hoa, thấp giọng hỏi. Vì sao lại không giống? Ký ức cuồn cuộn ùa về. Bởi vì, hiếm có ai làm nghề buôn bán mà lại có được phong thái như Lý Tam. Hắn ngồi đó, một tay bưng trà, một tay gạt nắp trà, cúi đầu nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn Thể Thủy. Nụ cười này như cười như không. Giáo Phường Ti thực ra cũng có một vài nam nhân si tình, dù có tan cửa nát nhà cũng muốn chuộc thân cho tiểu nương tử mà mình nhìn chúng. Loại nam nhân này khi nhìn nương tử thì mắt sáng lên. Nhưng mắt của Lý Tam thì không, ánh mắt hắn nhìn Thể Thủy hơi hờ hững, bộ mặt như được đắp một lớp da dày, lớp trên là sự thâm tình, lớp dưới toàn là âm mưu tính toán. A Thủy, ngươi đừng đi theo hắn không phải người tốt, nói không chừng qua mấy năm lại đem ngươi bán đi, ngươi phải tin ta nhìn người rất chuẩn, chưa sai bao giờ. Nàng tiến lại gần, nói khẽ. Quế Hoa, ngươi có tin ta không? Ta tin ngươi, nhưng ta không tin hắn. Tin ta, thì hãy để ta đi theo hắn. Thể Thủy ánh mắt dịu dàng, giọng cũng mềm mại. Sau khi ta rời đi nửa tháng thì hắn chắc chắn sẽ quay lại chuộc ngươi. Ta không cần hắn chuộc ta, hắn là cái thá gì chứ, không phải là chỉ có vài đồng tiền bẩn thỉu thôi sao? Quế Hoa hòa khóc. A Thủy, chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao, được ăn ngon, mặc đẹp, càng ngày càng tốt hơn, có ta ở đây, không ai ở Giáo Phường Ti có thể bắt nạt được ngươi. Đợi khi ngươi 30 tuổi, ngươi có thể trở thành mama, chọn ra vài tiểu nương tử xuất sắc, đào tạo thật tốt, để bọn họ kiếm tiền cho chúng ta, bọn họ không nghe lời thì ta sẽ dạy dỗ cho thay ngươi. A Thủy, tình hình bên ngoài rất loạn, đi đâu cũng gặp kẻ xấu cướp bóc, trước kia có một tiểu nương tử được chuộc thân ra ngoài, lại khóc lóc chạy về, nói không thể sống nổi bên ngoài. Đến khi ngươi già đi, còn có ta chăm sóc cho ngươi. Khi ngươi chết đi, chúng ta chôn chung một chỗ, có xuống âm phủ vẫn có người bầu bạn. Nhưng ta muốn ra ngoài. Nàng thì thầm. Ra ngoài có gì tốt chứ? Có thể đường đường chính làm người. Ở Giáo Phường Ti thì không làm người được hay sao? Chỉ có quỷ mới ngày ngủ đêm thức, còn người thì ngày làm việc, tối nghỉ ngơi. Nàng đến bên cửa sổ, vén rèm lên, giọng nói nghẹn ngào. Quế Hoa, ngươi đã bao lâu chưa được nhìn thấy mặt trời mọc? Bao lâu chưa được nghe chim hót ríu rít trên cành mỗi buổi bình minh? Mùa xuân, hoa đào trên núi Đông nở rộ, thu đến, lá phong trên núi Tây còn đỏ hơn cả dáng chiều. Những thứ này ở Giáo Phường Ti nào được nhìn thấy, còn ta lúc nào cũng muốn đi ngắm. Nước mắt cứ thế rơi khỏi khóe mắt của nàng. Ta còn muốn đi xem vở kịch của đoàn Khánh Dư, trong kịch cũng có một người tên Quế Hoa, nàng hát rất hay. Quế Hoa chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. A Thủy à, người có biết không, những thứ gọi là hoa đào núi Đông, lá phong núi Tây, hay hoa quế trong đoàn kịch Khánh Dư ta đều không muốn xem, không muốn nghe. Ta sinh ra ở Giáo Phường Ti, lớn lên ở Giáo Phường Ti, chết cũng sẽ chết ở Giáo Phường Ti. Chỉ nơi này mới có một năm bốn mùa của ta. Chương 305, về cội. Yến Tam Hợp nghe đến đây mới hiểu vì sao hai người nương tựa kháng khít như thế, cuối cùng lại chia lìa. Cơm nước Đường Ra nuôi Thể Thủy 19 năm, cơm nước Giáo Phường Ti nuôi lớn Quế Hoa 20 mấy năm, gạo nước không giống nhau, nuôi dưỡng ra những con người khác nhau. Điều mà Thể Thủy không thể hiểu là đối với Quế Hoa mà nói thì Giáo Phường Ti thực chất chính là một mái nhà, là nơi có thể che mưa chắn gió. Quế Hoa càng không hiểu được, đối với Thể Thủy Giáo Phường Ti chính là địa ngục trần gian, nếu không thoát ra được thì nàng chỉ có thể chết. Loài côn trùng mùa hạ không thể hiểu được băng lạnh, việc chia tay của bọn họ là điều tất nhiên. Ngươi còn biết thêm gì nữa ngoài việc Lý Tam Ngoại là một thương nhân phía Nam không? Quế Hoa dùng tay áo lau nước mắt. Hắn mới đến Giáo Phường Ti 3 lần, một lần ở lại qua đêm, một lần tìm quản gia nói muốn chuộc thân cho Thể Thủy, lần cuối cùng hắn đến đưa Thể Thủy đi. Ủ mưu lâu như vậy, nước đi cuối cùng rất dứt khoát mau lẹ, chứng tỏ người đứng sau Lý Tam không hề đơn giản. Yến Tam Hợp. Hắn chuộc thân cho Thể Thủy tốn bao nhiêu bạc? Quế Hoa. 1.800 lượng. Ngay lúc Yến Tam Hợp đang định cau mày, Tạ Chi Phi nhìn sang nói. Cái giá này khá cao. Yến Tam Hợp. Bình thường là bao nhiêu? Tạ Chi Phi. Không quá 1.000 lượng. Yến Tam Hợp cúi đầu, thấy Quế Hoa lại chảy nước mũi, nàng lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra nhét vào tay bà. Quế Hoa, Giáo Phường Ti không ngăn cản sao? Quế Hoa nhìn khăn tay, đang định lau mũi, bỗng nhìn thấy gốc hải đường thêu trên khăn thì lại không nỡ, khịt mũi rồi nói. Không cản, chỉ có ta cản thôi. Yến Tam Hợp không tự chủ quay sang nhìn Tạ Chi Phi, ngoại trừ giá cao ra, Giáo Phường Ti không hề ngăn cản hoặc còn có một nguyên nhân khác. Tạ Chi Phi chớp mắt, nói không ra tiếng 3 chữ. Tiền thái tử, chấm. Hai người đều có suy nghĩ giống nhau, Yến Tam Hợp chỉ vào đôi giày trên chân Quế Hoa. Giày này nàng tặng bà khi nào? Quế Hoa vừa nghe nàng hỏi điều này, hốc mắt lại đỏ lên. Sinh nhật của bà vào ngày 12 tháng 8, lúc đó hai người đã giận nhau một thời gian, bao nhiêu ngày tháng không thèm nói chuyện. Sinh nhật hôm đó, Thệ Thủy chủ động gọi bà vào phòng, lấy ra đôi giày thêu hoa tặng cho bà. Thử xem có vừa chân hay không nào. Bà đứng bất động như trời trồng. Quế hoa. Thệ Thủy gọi bà một tiếng, im lặng một lúc mới nói. Trước kia ở Đường Ra, mỗi lần Tú Nương thêu giày mới, ta đều muốn là người đầu tiên được xỏ. Khi mang giày mới lên chân, cảm giác rất khác, dường như dưới chân sinh ra sức mạnh, bước đi còn mang theo cả gió. Trong lòng bà mơ hồ nảy sinh cảm giác bất an, giống như nàng đang muốn nói những lời từ biệt với bà. Ngươi thử xỏ vào, đi đi lại lại xem, chắc mấy ngày nữa lại dám bước ra ngoài giáo phường ti ấy. Lại muốn bà ra ngoài, bên ngoài có gì hay chứ? Bà ném giày vào lòng Thệ Thủy, tức giận đáp. Ai thèm, ngày Thệ Thủy rời đi là Đông Chí. Ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó ta đang phụ bếp, ăn bánh chẻo ngày Đông Chí, đây là tập tục nhiều năm qua của giáo phường ti. Ký ức bao nhiêu năm đã trôi qua, đôi mắt Quế Hoa lại dâng lên một tầng sương mờ. Một nha hoàn đến nói với ta Lý Tam đã làm xong thủ tục, rồi dẫn Thệ Thủy rời đi, ta kìm không đặng, lấy cớ lén ra ngoài. Nửa tháng sau, có một người tự xưng là quản gia của phủ Lý Tam đến chuộc ta, quản gia cho ta lựa chọn, ta không đồng ý. Nàng nói được làm được, phải, bởi vậy ta không hận nàng chút nào. Vậy bà có hối hận không? Yến Tam Hợp nhẹ giọng hỏi. Quế Hoa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Yến Tam Hợp, lắc đầu. Bản thân nàng trở thành ni cô, chứng tỏ những điều ta nghĩ đều không sai, tên Lý Tam đó không phải là thứ gì tốt đẹp, ta có gì phải hối hận. Câu trả lời này không khiến nàng ngạc nhiên nhưng lại đau đầu. Trong suy nghĩ của Quế Hoa, ngoài giáo phường ti đâu cũng loạn lạc, hôm nay bà chết đi sống lại. Yến Tam Hợp thầm nghĩ phải sắp xếp cho bà như thế nào. Ngươi, vì sao lại đi đổ thùng phân? Ta già rồi nên trở nên vô dụng, không thể làm được những việc tỉ mỉ như hầu hạ người khác, những người từng bảo vệ ta trước kia đều không còn nữa, người xưa nói rất đúng, một đời vua một đời thần. Quế Hoa thở dài. Con cả à, tiện nhân hạ ngọc gây rối, ta, tên của ngươi đã bị loại bỏ khỏi danh sách của giáo phường ti rồi. Yến Tam Hợp chỉ vào Tạ Chi Phi và Bùi Minh Đình. Bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi một chỗ ở tốt, chỉ cần ngươi đồng ý. Không cần đâu, cô nương, lá rụng về cội, ta muốn được chôn cạnh nương của ta. Quế Hoa gượng gạo nở nụ cười khổ, sau đó nghiến răng. Hơn nữa, A Thủy đi rồi, ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, giáo phường ti rộng lớn như vậy, không thể giao cho một mình à khốn hạ ngọc được, ta phải giúp A Thủy chiến đấu đến cùng. Yến Tam Hợp nhìn Quế Hoa, trong lòng buồn bã khó tả. Có một số người sinh ra không có chút duyên nào với một số câu. Phù thê hòa thuận, mẹ hiền con thảo, gia đình đoàn viên, con cháu đầy đàn, hạnh phúc an khang. Cho nên việc phân rõ đúng sai đã không còn ý nghĩa gì với bà lão này nữa, việc duy nhất có ý nghĩa là nói cho bà. Khi Tĩnh Trần qua đời, có đi đôi giày thêu giống hệt của ngươi, có lẽ nàng luôn nhớ đến ngươi. Quế Hoa chợt nhoẻn miệng cười, hàm răng lưa thưa vài cái thật trắng dưới ánh trăng. Lúc ta đi đôi giày này vào, bao nhiêu là tiểu nương tử ghen tị, bọn họ bắt chước để làm một đôi giống như thế, sau đó nghe nói còn truyền đến các ký viện khác nữa. Thật sự đẹp, cô nương ngươi biết không? Quế Hoa túm lấy tay Yến Tam Hợp. Đôi giày này là nàng mang từ Đường Ra tới, đường thêu đều là các quý nhân trong cung dùng, đôi giày này của ta được làm theo từng đường kim mũi chỉ giống đôi giày của nàng. Càng nói bà càng cảm thấy hối hận. Đáng tiếc, ta đi nhiều quá nên giày bị bẩn, khi về ta sẽ giặt sạch sẽ, đợi khi nào chết sẽ đi vào. Yến Tam Hợp cười nói. Lúc nàng đi, không chỉ mang đôi giày thêu hoa này, còn mặc một bộ thủy điền y, bà có biết lai lịch của bộ y phục này không? Ta biết, đó cũng là đồ của Đường Ra, nàng cũng tặng ta một bộ, ta mặc một lần, cảm thấy quá loè loẹt nên không muốn mặc lại lần thứ hai. Quế Hoa đắc ý chớp mắt. Nàng có gì, ta có thứ đó, bất cứ thứ gì trên người ta, trước giờ nàng chưa từng tiếc bạc bỏ ra mua. Ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé. Bí mật gì vậy? Lúc nàng đi chẳng mang theo gì, chỉ mang theo một tay nải nhỏ đựng quần áo và giày dép, nàng để lại toàn bộ vàng bạc trang sức khách tặng và bạc phòng thân cho ta. Quế Hoa ngốc ơi! Đó là bởi vì nàng biết rằng bà sẽ không rời khỏi giáo phương ti với nàng đó. Đừng có thấy con mụ già hạ ngọc kia hào nhoáng bóng bẩy, bạc của mụ đều bị lũ nam nhân lừa hết sạch, còn không nhiều tiền bằng ta, ta có bao nhiêu tiền đều giấu đi hết, chẳng ai tìm ra được. Quế Hoa run rẩy đứng dậy. Cô nương! cô còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi. Những gì cần hỏi đã hỏi rồi, những gì cần biết, đều đã biết rồi. Quế Hoa mấp máy môi. Vậy ta nói nhiều như vậy, cô nương có thể giúp ta một việc được không? Bà nói đi, ta muốn đến thăm mộ nàng. Quế Hoa lẩm bẩm. Các tỷ muội à, ta phải đi khuyên nàng, con người ấy mà, đừng nghĩ quá nhiều, long môn phải nhảy, hang chó phải chui, mới có thể sống an ổn qua ngày. Nếu lúc đầu nàng chịu nghe lời ta, ở lại giáo phường Ti, chắc chắn sẽ được sống lâu hơn bây giờ, chết rồi sẽ không xảy ra chuyện nắp quan tài không khép lại được. Nương ta nói, sau khi chết thì cát bụi sẽ trở về với cát bụi, chẳng có gì là không buông bỏ được. Yến Tam Hợp nghe bà làm nhảm, nỗi buồn trong lòng tự dưng tiêu tan. Trên đời này có một loại người, số của nàng khổ hơn bất kỳ ai, tồi tệ hơn bất kỳ ai, nhưng chưa bao giờ than thân trách phận. Giống như chân tỷ bên bờ sông Bắc Thương, chỉ cần được uống rượu ăn thịt, bà đã mãn nguyện cười lớn rồi. Ông trời khốn nạn, ta sẽ sống thật vui vẻ cho ông xem. Chương 306, bắt tặc. Đêm đen gió lớn chính là lúc bắt trộm. Lúc Yến Tam Hợp thầm nghĩ rủa ông trời khốn nạn, thì trong bụi cỏ cửa sau Tạ phủ, Tiểu Hoa tổng quản đã đập chết một con muỗi hút no máu trên người hắn, mắng khẽ. Tên hút máu khốn nạn, ông đập chết tên tiểu nhân độc ác nhà ngươi. Trải qua 2 ngày âm thầm quan sát, Tạ tổng quản nhận được một tin tức, có người nửa đêm ra vào từ cửa sau Tạ phủ. Người gác cửa sau tên là A Ngũ, lão già này là một con sâu rượu, bình thường thì giống con người, nhưng vừa dính rượu thì lập tức biến thành quỷ, còn là con quỷ ngủ như chết. Con người một khi đã ngủ như chết, lại còn là tên canh cửa thì chẳng phải là cơ hội cho người khác lợi dụng sơ hở sao? Tạ Tiểu Hoa canh liên tục 2 đêm, con muỗi thắng lợi trở về, còn hắn lại trắng tay. Đêm nay là đêm thứ 3. Lão già A Ngũ này uống mấy ngụm phân mèo lại ngáy o o ngủ say, tiếng ngáy rung trời. Tạ Tiểu Hoa đang tức tối nghiến răng thì chợt có tiếng bước chân. Tới rồi. Tiểu Hoa tổng quản trong nháy mắt giống như bị trích máu gà, hai mắt lóe sáng. Trong bóng tối có một người bước ra, người nọ trước nhìn xung quanh, sau đó ngồi xổm bên cửa sổ người gác cổng nghe ngóng thử một lát, kiễng mũi chân đi như mèo đến cạnh cửa, rồi nhẹ nhàng kéo chốt cửa ra. Người này là thê tử của A Ngũ, Chu đại nương. Chu đại nương làm bộ làm tịch học vài tiếng mèo kêu, sau đó lại có một người đi ra từ chỗ tối. Tạ Tiểu Hoa chăm chú nhìn, trong đầu một tiếng. Sao lại là nàng? Nàng lấy 2 lượng bạc vụn từ trong tay áo ra nhét vào trong tay Chu đại nương, sau đó lại thuần thục chui ra ngoài. Tạ Tiểu Hoa chỉ cảm thấy lỗ tai mình ù đi. May mà mình suy tính sâu ra, chỉ đi một mình, nếu có thêm người thì chuyện này chẳng thể giấu được rồi. Nàng chính là người hầu của phu nhân, Lý Chính gia. Chu đại nương chờ Lý Chính gia đi ra ngoài, lại khẽ đóng cửa lại, vuốt vuốt bạc vui vẻ rời đi. Tạ Tiểu Hoa đợi đám người đi xa, lúc này mới chui ra khỏi bụi cỏ, đứng tại chỗ cắn răng suy nghĩ một hồi, sau đó thì dậm chân, mở chốt cửa đi theo ra ngoài. Chó má, Hoa gia gia liều đây. Hoa gia gia vung đôi chân mập mạp, giống như dẫm lên phong hỏa luân, chưa đi được mấy đã thấy bóng lưng Lý Chính gia. Chỉ thấy Lý Chính gia lén lút đi tới đầu ngõ rồi đứng lại, sau đó nhìn xung quanh. Hoa gia gia sợ tới mức vội vàng trốn sau một gốc cây đại thụ, thu bụng, thu mông, nín thở. Khốn kiếp, trở về phải ăn ít mấy chén cơm thôi, cái thân hình này ảnh hưởng phát huy quá. Đám người Lý Chính gia lo đợi người, còn Hoa gia gia thì chạy từng bước nhỏ về phía trước vài bước, trốn sau một thân cây, thò đầu ra nhìn xem. Một lát sau, lại chạy vài bước nhỏ về phía trước, lại trốn sau một thân cây. Vừa qua 3 cái cây thì Hoa gia gia chỉ cách Lý Chính gia có 10 mấy trượng ngắn ngủi. Đúng lúc này, dưới bóng trăng có một người đi tới. Hoa gia gia vội nín thở cố biến mình thành một cây gậy, sau đó từ từ thò đôi mắt tròn trịa tầm thường ra. Ánh mắt vừa rơi vào trên người người đến thì biểu cảm của Tạ Tiểu Hoa đã như bị người khác chém một đao. Người này hắn biết nè, ai dô dô? Là quản sự Đỗ phủ, ai dô dô? Hãy cho ta biết họ đang âm mưu gì. Ta còn phải rời tới một thân cây, bà Đồng Yên ơi, mau mau phù hộ ta không bị người khác phát hiện đi, nếu không thì ta chết mấy, trời ơi. Đầu ngõ, lúc 2 cái đầu trụm lại với nhau, Tạ tổng quản kiễng mũi chân lanh lợi đi về phía trước vài bước giống như con thỏ. Lý Chính gia có tật giật mình, lỗ tai dựng thẳng như con thỏ. Ai? Meo meo. Một con mèo hoang nhảy ra, vừa nhảy mấy cái đã không thấy đâu nữa. Lý Chính Gia vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Quản sự Đỗ Phủ cười nói. Đừng sợ, canh giờ này đến quỷ cũng đã về rồi chứ đừng nói người. Người mau mau nói cho ta biết tình hình Tả Phủ bây giờ ra sao đi. Còn có thể như thế nào, loạn chứ sao. Lý Chính Gia cái đầu lại, thấp giọng nói. Làm phiền ngài nói với tiểu thư. Tiểu thư, Đỗ Y Vân, Tả Tiểu Hoa dựng tóc gáy, đồng thời trong lòng còn sợ hãi nghĩ, may mà ông đây thông minh làm cầu độc thân, nữ nhân nương nó đều là hỏa thủy cả. Trên đường về xe ngựa rất trống trải, trong xe chỉ có 3 người ngồi. Lý Bất Ngôn, Hoàng Kỳ và Quế Hoa đến am Thủy Nguyệt ở ngoại ô phía tây. Trong xe tràn ngập mùi nước tiểu thoang thoảng, Tiểu Bùi Gia bị hôn đến đầu nặng chân nhẹ, cực kỳ muốn ra ngoài lái xe. Thấy Yến Tam Hợp và Tạ Ngũ Thập ngồi bên cạnh không nhúc nhích, thầm mắng, hai người thô lỗ này. Mắng thì mắng, nhưng mông vẫn cứ ngồi vững vàng, cố nở nụ cười với bà Đồng. Chúng ta phải làm gì tiếp đây? Yến Tam Hợp nhướng mắt nhìn Bùi Tiếu. Sau này không cần đi Giáo Phường Ti nữa. Tại sao? Nơi Thệ Thủy một lòng muốn thoát khỏi thì tâm ma của nàng không thể ở đó được, đây là điều đầu tiên. Yến Tam Hợp thản nhiên nói. Thứ hai, Thủy Điền Y và Giày Thêu đều là đồ của Đường Ra, tâm ma của nàng hẳn là ở Đường Ra. Việc cấp bách trước tiên là phải tìm được hai người. Tạ Chi Phi nói tiếp. Một là Chư Công Tử, một Đường Ra, hai người này là nhân vật mấu chốt. Yến Tam Hợp gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Về phần Lý Tam thì có thể tạm thời thả xuống, hắn hẳn cũng chỉ là quân cờ của người khác. Tiểu Bùi Gia nhíu mày. Vậy. Tạ Chi Phi. Vậy tìm Chư Công Tử trước, người này họ hiếm lạ, dễ tìm. Vất vả cho Tam gia rồi. Yến Tam Hợp hơi lo lắng nhìn hắn. Hỏi thăm kỹ một chút, tốn bao nhiêu bạc thì trực tiếp nói với ta, không thể để ngươi vừa bỏ tiền vừa bỏ sức được. Tiểu Bùi Gia. Hầy, hắn ấy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tạ Chi Phi nhìn lại nàng, nở nụ cười bất đắc dĩ. Vấn đề bây giờ không phải là tiền bạc, vấn đề bây giờ là Đường Ra. Tiểu Bùi Gia. Đường Ra. Yến Tam Hợp. Ta không sợ, phải xem Tam gia và Tiểu Bùi Gia có sợ hay không, nếu sợ, các ngươi có thể. Tiểu Bùi Gia vừa nghe lời nói không đúng, thì vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Ta sợ cái gì, ta? Tạ Chi Phi. Ta sẽ cố gắng cẩn thận, ngươi khỏi cần lo lắng lung tung. Tiểu Bùi Gia bị ăn cục bơ thì nổi giận. Còn cho người ta nói chuyện hay không hả? Ngươi một câu, ta một câu, nương nó ta ở trong mắt các ngươi. Không tồn tại à? Yến Tam Hợp. Không tồn tại. Tạ Chi Phi. Không tồn tại. Yến Tam Hợp chột dạ nhìn Tạ Chi Phi, quay mặt cười nói với Bùi. Ngươi có trọng trách khác. Trọng trách? Tiểu Bùi Gia hăng hái. Nói mau nghe thử đi. Yến Tam Hợp. Mấy ngày nay rảnh rỗi theo ta đi nghe kịch. Hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Chi vì ở trong khuê phòng thích nghe kịch, ta lại chẳng hiểu gì về kịch, trong binh thư nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chấm. Yến Tam Hợp nhướng mày. Tiểu Bùi Gia có thể nể mặt không? Tiểu Bùi Gia cũng không biết là bị chạm mạch hay bị kích thích vì bị bơ, nên đê tiện hỏi. Chuyện tốt này sao không tìm Tả Ngũ Thập ấy? Hắn. Ánh mắt Yến Tam Hợp lóe lên. Ta phải tránh mặt một chút. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 307, kiêng dè. Ý niệm. Ta phải kiêng dè. Này Yến Tam Hợp đã nghĩ đến lúc vừa lên xe rồi. Tiểu Bùi Gia và nàng là Không Môn đang hộ đối. Tạ Chi Phi thì còn hơn thế. Nàng cũng không phải là tự ti thân thế của mình, người có phân chia cao thấp quý tiện, nhưng tâm thì không có. Chỉ cần tâm đường đường chính chính, thẳng thắn vô tư thì không có thứ cao thấp kia tồn tại. Sau khi hương đốt hết, tâm ma giải xong vì sao nàng lại ngất xỉu? Bởi vì quá mệt mỏi. Chuyện nữ phụ. Một lần tâm ma hóa giải xong, nàng phải trải qua một lần từ sinh ra cho đến chết đi. Bao nhiêu vui mừng, khổ sở, dày vò, bi hoan ly hợp. Nàng sẽ phải sống lại một lần nữa, cho nên tâm trạng của tuổi 17, những cảm xúc này nói cho nàng biết, cuộc đời sẽ để lại chút tiếc nuối, nam tử khi cười con lúm đồng tiền này chắc sẽ là tiếc nuối của nàng. Nếu như số phận đã định như thế thì chẳng thà đừng bắt đầu, như thế thì cũng không có chuyện ai trở thành khúc mắc không bước qua được của ai. Yến Tam Hợp, người phải giữ trái tim mình. Tam gia phụ trách tìm người, đúng. Ta phải tìm người, Chư Công Tử và Đường Ra đều phải tốn khá thời gian của ta rồi. Tạ Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tạ Chi Phi, ngươi phải giữ trái tim mình. Hắn cũng thầm nghĩ như thế. Nàng là Trịnh Hoài Hiễu, là muội muội ngươi. Cho dù bây giờ ngươi khoác lớp da của Tam gia Tả phủ thì bên trong linh hồn, các ngươi vẫn là huynh muội. Ngươi phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, đừng giống như một tên cặn bã trêu chọc người ta rồi bỏ chạy. Cả gương mặt khiến các cô nương yêu mến kia, đừng gây họa đến người một nhà, ngươi nhìn ngươi xem, chân đã dẫm lên vách núi rồi còn không lo mà thu lại đi. Phải có chừng mực. Tiểu Bùi ra bên cạnh cực kỳ buồn bực, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ta chen vào không được. Lúc này bọn họ không nói chuyện, ta vẫn không chen vào được. Tình huống gì đây? Ánh mắt Tiểu Bùi ra đảo một vòng trên người họ, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Chi Phi. Yến Tam Hợp nói chuyện, tên nhóc này nói chuyện. Yến Tam nhắm mắt, tên nhóc này cũng nhắm mắt. Sao lại ăn ý như vậy? Minh Đình, lát nữa vào thành ta sẽ đưa ngươi về trước. Tạ Chi Phi không mở mắt. Đã chế thế này đưa cái gì? Ta đến phòng người chen chúc một đêm. Đồng tử Tiểu Bùi ra cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ, đợi về nhà ta phải thẩm vấn ngươi mới được. Tạ Chi Phi im lặng thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, có tên nhóc này chọc cười, không khí trong xe ngựa ít nhất sẽ không xấu hổ như vậy. Hắn lén lút nâng mí mắt lên xem thử. Không biết có phải vì cách quá gần hay không, mùi hương trên người Yến Tam Hợp vừa vặn chui thẳng vào mũi hắn. Trên người nàng có mùi xà phòng giặt xong quần áo lưu lại, trộn lẫn một chút mùi cơ thể đặc biệt của thiếu nữ, khiến cho người ta vô thức nghĩ đến hai từ dịu dàng sạch sẽ. Lúc trở lại Tả phủ thì đã là giờ sửu 2 khắc. Tạ Chi Phi không đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn nhảy xuống xe bước lên bậc thang, sau đó xoay người, nói. Minh Đình, đỡ Yến Tam Hợp đi. Sao lại kêu ta đỡ? Bùi Minh Đình kinh ngạc, không biết ta phải giữ kẽ với nàng sao? Còn nữa, tên nhóc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, sống như con thỏ vậy làm gì? Không cần đỡ. Yến Tam vén rèm lên bước xuống. Tạ Chi Phi nhìn động tác của cô, trong lòng rất không vui, chỉ là chưa nghĩ vì sao lại không vui thì có một người đã lao ra. Tam gia, Tam gia. Ánh mắt Tam gia trừng lên, Tạ tổng quản sợ tới mức vội câm miệng, ánh mắt đảo một cái, thầm mắng mình một tiếng. Đáng chết, chấm. Hắn vui vẻ tiến lên, quỳ củ hành lễ với Yến Tam Hợp. Yến cô nương đã trở lại, Yến cô nương vất vả rồi. Tạ tổng quản đã trễ như vậy còn hô hào như thế càng vất vả hơn. Tạ tổng quản, họng ta sao nghẹn quá nè. Yến Tam Hợp bỏ lại một câu này, ánh mắt chẳng thèm quét về phía Tạ Chi Phi, lại gật đầu với Tiểu Bùi ra phía sau, rồi nghênh ngang rời đi. Bóng đêm tịch mịch, bóng lưng nàng càng tịch mịch. Tâm trạng Tạ Chi Phi chợt hết sức vi diệu. Tại sao nàng chẳng thèm gật đầu với ta? Chẳng lẽ ta thể hiện rõ ràng quá sao? Hay ta nên làm từng bước một thôi? Ta có nên đuổi theo, rồi đưa nàng vào viện trước không? Tam gia, Tam gia. Gào gì mà gào, gọi quỷ à? Suy nghĩ Tam gia bị xáo trộn, vô cùng ngang ngược. Chê lỗ tai ta điếc, hay là khoe khoang giọng ngươi lớn hả? Lúc lên giường mà kêu lớn như thế thì ta phục ngươi. Tạ tổng quản ngẩn ra. Ta gào thét ư? Ra à, sao ngài không nói ngài nhìn chằm chằm bóng lưng cô nương người ta nửa ngày? Và nữa, làm gì có nam nhân nào kêu trên giường? Hu hu hu, làm người hầu trung thành khó quá. Tạ Chi Phi vừa nhìn gương mặt tủi thân của Tạ tổng quản, thì kiềm chế tâm trạng lại nói. Đến thư phòng của ta nói chuyện. Trung bộc khó làm, nhưng Tạ tổng quản lại làm rất giỏi, tiền căn hậu quả của mọi chuyện đều nói rất có rõ ràng. Nghe xong, Tạ Chi Phi còn chưa nói gì, Tiểu Bùi gia đã trực tiếp nổ tung. Khốn kiếp, phần mộ tổ tiên Đỗ gia bốc khói xanh rồi, sinh ra thứ đồ chơi như Đỗ Y Vân. Tiểu Bùi gia một tay chống eo, một ngón tay chỉ Tạ Chi Phi. Hèn gì cứ mỗi lần ta nói chuyện với nàng ta đều có cảm giác hổ thẹn với tổ tiên, làm kẻ đê tiện đến nghiện rồi, chẳng thể sửa được, cũng chỉ có cái đồ ngốc nhà ngươi mới còn nàng là người tốt, tốt cái chân bà nội nó ấy. Tiểu Bùi gia từ sau khi quen biết Yến Tam Hợp, tật xấu mắng chửi người này giống như kỹ nữ hoàn lương, đã cải tà quy chính. Bây giờ quay lại nghề cũ, cảm ơn trời đất tiêu chuẩn vẫn còn. Còn cả cái vị nương kia của ngươi, bà đội cái thùng phân trên cổ nặng nề như thế nhưng qua bao năm vẫn chưa thấy mệt hả? Tạ Chi Phi bị người ta chỉ vào mũi chửi cha chửi nương nhưng chẳng hề tức giận, đã thấy cả người còn ngã ra sao, cong chân lên khẽ mỉm cười. Hắn còn cười được. Tiểu Bùi gia phát điên. Tạ Ngũ Thập, ngươi hiểu chưa, Đỗ Y Vân đây là muốn quẩy cho Tạ gia gà chó không yên đó. Ta không ngốc. Tạ Chi Phi chỉ cái ghế tròn nhỏ bên cạnh, ý bảo Tạ tổng quản ngồi xuống. Thân là tâm phúc của Tam gia, Tạ tổng quản rất hiểu ý, ngồi xuống nhích đầu lại gần. Gia, cần làm gì, ngài nói đi. Tam gia cười gằn. Không có bằng chứng, có thể làm gì được. Một chậu nước lạnh dội lên, máu Tạ tổng quản đều lạnh đi. Quản sự Đỗ Phù kia rõ ràng nói, để cho Lý Chính gia tiếp tục nhỏ thuốc nhỏ mắt trước mặt phu nhân. Rõ ràng là muốn tìm một cơ hội cho phu nhân và Liễu Di Nương gây nhau thêm lần nữa. Tạ tổng quản dương mắt nhìn Tam gia, thấy khóe miệng hắn nhếch lên cười, đôi mắt đen lại lạnh lẽo như đao, khuôn mặt tuấn tú một nửa ở dưới ánh nến, một nửa lại lồng ở trong bóng tối, như quỷ như mị, trong lòng không khỏi sợ hãi. Đúng rồi, Lý Chính gia là hầu phòng của phu nhân, đường đường là vợ cả của đại thần nội các, lại bị một nô tỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói ra thì sẽ mất mặt Tạ đạo chi, mất mặt đại phòng. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, lão đề tiện này ăn trong móc ngoài, châm ngòi ly rán, ai cho nàng lá gan cho lớn như vậy. Đó là phu nhân, nói tới nói lui, gốc rễ đều ở trên người phu nhân, nụ cười vừa rồi của Tam gia, rõ ràng là cười vì giận. Chương 308, bảo vệ người mình. Tạ Chi Phi có thể không giận sao? Rõ ràng là hắn làm lỡ thời gian của Đỗ Y Vân, người này không nhắm về hắn lại nhắm về phía Yến Tam Hợp, như vậy nghĩa là gì? Trên người mẫu thân mang theo chức tam phẩm phu nhân, hai chữ phu nhân là ôn hòa, là thiện lương, là cung liễm, bà đã làm được gì? Vì cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, Đỗ Y Vân lại lợi dụng nữ nhân trong nội trạch, khiến Tạ gia không được an bình, lòng giả quá ác độc. Thủ đoạn dùng với Yến Tam Hợp cũng quá ác độc. Khuôn mặt hắn càng thêm trong trẻo lạnh lùng, khí thế lại thấp thoáng sinh ra. Điều ta tò mò là, chú ý ác động như vậy là của nàng hay có người sau lưng khác? Lời này vừa nói ra, Tiểu Bùi gia và Tạ tổng quản đồng thời biến sắc. Nếu như là chú ý của một mình nàng thì nói cho cùng chỉ là ân oán cá nhân tự yêu sinh hận. Nếu như sau lưng nàng còn có người, vậy thì chuyện này rất nghiêm trọng, là Đỗ gia đang trả thù Tạ gia. Tạ Chi Phi im lặng thật lâu. Lão gia ngủ rồi à? Tạ tổng quản vội nói. Hồi bẩm Tam gia, nghỉ ở thư phòng. Ca ca đâu? Đã ngủ rồi. Tạ tổng quản, ngươi đi kể lại chuyện này cho ca ta nghe được, cũng đừng gạt đại tẩu ta, để cho hai phu thê bọn họ quyết định. Tạ tổng quản không nhúc nhích, lại nhích đầu đến gần hơn. Tam gia nghĩ kỹ rồi chứ, nếu như vậy thì chuyện của phu nhân sẽ không giấu được, phía bên kia nhị phòng. Tạ gia ở phía trước, đại phòng ở phía sau. Tạ Chi Phi vuốt gương mặt mệt mỏi. Tiểu Hoa, tuy Tam gia ta sống hơi cẩu thả, nhưng ai chủ, ai thứ, ai nhẹ, ai nặng ta vẫn phân biệt được. Vâng, đúng rồi. Tạ Chi Phi nhìn Bùi Minh Đình. Bọn họ quyết định thế nào ta không quan tâm, nhưng có một điều, Lý Chính gia phải chết. Tim Tạ tổng quản rớt một nhịp. Vâng. Tạ tổng quản không dám trì hoãn, vội vàng đi. Tiểu Bùi gia ngã xuống giường, mắt híp lại. Tạ Ngũ Thập, Lý Chính gia phải chết, ý của ngươi là gì? Tạ Chi Phi dựa vào giường trúc, gối tay ra sau đầu. Thứ nhất là người ăn trong móc ngoài, Tạ phủ không dung nạp được. Thứ hai. Ánh mắt hắn dừng ở ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Giết gà dọa khỉ. Khỉ là chỉ Đỗ gia. Nếu chỉ là Đỗ Y Vân, vậy cảnh cáo cô đừng duỗi tay quá dài. Nếu sau lưng cô còn có Đỗ Kiến Học, Lý Chính gia vừa chết, Đỗ Kiến Học sẽ hiểu được một việc, Tạ gia không phải quả hồng mềm, bớt dùng âm mưu lại. Nói chứ, người khác ngày xưa quá. Bùi Tiếu buồn ngủ không mở mắt ra được. Ngày xưa thế nào, gặp người ba phần cười, là một tượng đất. Bây giờ thì sao, bây giờ... Tiểu Bùi gia xốc mí mắt lên nhìn hắn một cái. Trên người mọc da gai, sẽ lấy mạng người. Đương nhiên. Tạ Chi Phi thầm cười gằn, ai dám động đến muội muội ta, ta lấy mạng người đó. Tam gia. Đúng lúc này, Tạ tổng quản thò nửa cái đầu ra, bĩu bĩu môi với Tạ Chi Phi. Đi rồi quay lại. Tạ Chi Phi đừng dậy khỏi giường, vừa định hỏi một tiếng có chuyện gì, thì đầu Tạ tổng quản đã rụt lại. Hắn sải bước ra gian ngoài. Tạ tổng quản vội vàng dùng ánh mắt ý bảo, Tam gia chúng ta đi xa một chút. Tạ Chi Phi thấy hắn thần bí như vậy, không chút suy nghĩ đã nhấc chân đi ra ngoài viện. Lúc này, Tạ tổng quản mới kiễng mũi chân, ghé vào lỗ tai Tam gia nói, có chuyện này, lão phu nhân và lão gia có ý muốn gả Yến cô nương cho nhị gia, việc này Liễu Di nương cũng biết. Mặt Tạ Chi Phi trầm xuống, thầm mắng, đệt. Tiểu Hoa. Hắn bỗng nhiên thấp giọng gọi một tiếng. Tạ tổng quản vừa nghe hai chữ này, bắp chân đã run rẩy, vội vàng thành thật khai báo. Việc này lão nô chỉ là vô tình nghe được, không nói với tam gia, một là gấp gáp làm việc cho tam gia, hai là lão gia và lão phu nhân không thấy bàn lại. Hôm nay muốn nói lại chuyện này cho tam gia là vì lão nô nghĩ. Không nói thêm gì nữa, nhưng hắn tin chắc tam gia đã hiểu. Chuyện của Lý Chính Gia một khi bị tung ra, lão gia chán ghét phu nhân, ít nhiều sẽ sinh ra chút áy náy với Liễu Di Nương. Lão gia áy náy thì không chỉ nói ngoài miệng, mà chắc làm việc thực tế, ai biết được Liễu Di Nương có nhân cơ hội lấy hôn sự của nhị gia ra nói chuyện hay không. Một người thông minh tuyệt đỉnh như Yến cô nương lại đặt ở nhị phòng, đại phòng ngoại trừ chiếm được một chữ đích ra thì còn gì nữa chứ. Tiểu Hoa, vẫn là ngươi thương ta. Tay tam gia đặt trên vai Tạ Tiểu Hoa, vỗ vỗ. Đi đi, làm việc cho tốt, tranh thủ đến trang viện gánh phân muộn một chút, ở bên tam gia thêm vài năm nữa. Ôi, tên nhóc thối tha này. Tạ Tiểu Hoa há miệng, sững sờ không nói được nửa chữ. Tên nhóc thối tha nhéo nhéo thịt sau gáy hắn, cười với hắn một cái, mặt mày cong cong, trái tim Tạ Tiểu Hoa lập tức mềm nhũn. Người với người, tùy vào một chữ duyên. Ba vị thiếu gia của Tạ phủ, chỉ có vị trước mắt này có duyên với hắn. Tổ tông này khi còn bé bị bệnh, không cần phu nhân ôm, không cần lão gia ôm, không cần vú em ôm, chỉ cần Tạ Tiểu Hoa hắn ôm. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, Tiểu Hoa. Một ngày có thể kêu hắn mấy trăm tiếng, hồn cũng kêu hết sạch rồi. Bây giờ trưởng thành rồi, tuy sẽ lạnh mặt nói mấy lời tàn nhẫn, nhưng chỉ có Tạ Tiểu Hoa hắn biết, tam gia chưa từng coi hắn là người ngoài, cũng không đành để hắn đến trang viện gánh phân. Vì sao? Bởi vì tam gia không giống với người khác, càng là người hắn thích, hắn sẽ nói đùa mấy câu, chọc cho hắn nhảy lên nhảy xuống, nghiến răng nghiến lợi, thì sẽ càng vui vẻ, đắc ý. Tuy rằng nhìn hơi lộn xộn, nhưng sẽ bảo vệ người thân thiết, trong phủ nếu có ai dám nói Tạ Tiểu Hoa điều gì thì tam gia sẽ là người đầu tiên trở mặt. Dùng nguyên văn của tam gia, người của hắn, chỉ có thể để hắn ăn hiếp. Người khác, đều nương nó cút sang một bên. Lúc dáng người Tạ tổng quản hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, nụ cười trên mặt Tạ tam gia đã không còn sót lại chút gì. Tạ lão nhị với Yến Tam Hợp. Ta nhổ. Dù nam nhân trên đời đều chết hết thì tam gia hắn cũng không thể gả muội muội mình cho hắn. Tạ Chi Phi ở thầm mắng một tiếng, nhấc chân trở về phòng. Trong phòng, Bùi Minh Đình nằm ngửa, áo dài cởi ra 4 nút áo, lộ ra yết hầu nhô lên, hai mắt thâm đen, giống như phóng túng quá độ vậy. Nhưng chẳng biết vì sao, Tạ Chi Phi lại cảm thấy người này thân thiết. Minh Đình. Tam gia khẽ gọi. Cảm thấy Yến Tam Hợp thế nào? Tiểu Bùi gia vốn dĩ đã ôm Chu công ngủ, vừa nghe lời này thì chợt giật mình mở to hai mắt. Chết tiệt, ta lại quên mất mục đích ở lại Tạ phủ mất. Huynh đệ, Tạ Ngũ Thập, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải có ý với Yến Tam Hợp không? Không có, không có. Tiểu Bùi gia cả kinh bật dậy ngồi trên giường. Sao có thể, tiểu gia ta thấy ngươi, rõ ràng là... Một đôi mắt lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt hai người đụng nhau một cái, Tiểu Bùi gia hoảng sợ. Chó má, ánh mắt ngươi là gì thế? Định ăn thịt người à? Tạ Chi Phi không nói gì, cứ im lặng nhìn hắn như vậy. Ánh mắt này không đúng. Chương 309, thúc đẩy. Thầm Tiểu Bùi gia xoay vài vòng, khẽ thở ra. Nếu ngươi thật sự có ý thì cũng là chuyện tốt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ anh hùng thì cái nhìn giống nhau. Giờ sửu đêm thu, ánh đến cũng trở nên cô tịch. Tiểu Bùi gia thầm cảm thán. Tạ Ngũ Thập, ngươi không cần ngượng ngùng, dù sao ta cũng không thành công, ngươi cố gắng tranh thủ một chút, cô nương tốt như vậy, nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài được. Thực sự không có. Tạ Chi Phi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng mở miệng. Lời này thực ra đã nằm trong lòng hắn mấy ngày nay rồi, vốn chỉ muốn thăm dò một chút, bây giờ nghe thấy thế thì chẳng muốn thăm dò gì nữa. Trên đời này, còn có nam tử nào thích hợp với Yến Tam Hợp hơn Bùi Minh Đình sao? Hết rồi. Biết rõ lòng giả không nói, ra thế trong sạch không nói, chỉ dựa vào việc hắn dám lén Bùi gia nhị lão tới cửa cầu hôn, thì đời này không thể nào bạc đãi Yến Tam Hợp được. Cho dù hắn muốn bạc đãi, thì không phải vẫn còn mình sao? Minh Đình à, nam nhân chúng ta gặp được một người mình ngưỡng mộ không dễ dàng, nếu không thể ở bên người mình thích, thì trèo cao hơn nữa thì có ý nghĩa gì? Hả? Tiểu Bùi gia không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Con người Yến Tam Hợp, không phải ta quá khen, chứ đi khỏi thôn này thì không có cửa hàng kia đâu, chúng ta lăn lộn trong thành Tứ Cửu lâu như thế, có mấy cô nương thế ra so được với nàng. Thằng nhóc này đang nói gì vậy? Tiểu Bùi ra tiến lên như tia chớp, túm lấy cánh tay Tạ Chi Phi, gân xanh trên mặt nổi lên vì kích động. Ngươi là kêu ta? Tạ Chi Phi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Giỏi nhất trong đám học dốt, chọn hắn đi. Ngươi nhìn bà ngoại nhà ngươi xem, thời niên thiếu gặp một Ngô Quan Nguyệt, tâm tâm niệm niệm đến chết, sau khi chết còn vì hắn mà không khép quan tài lại được. Minh Đình à, đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Tiểu Bùi ra đặt mông ngã ngồi trên giường trúc, mất hồn lạc phách. Tĩnh Tư Cư, Yến Tam Hợp tắm rửa thay quần áo xong, kêu thang viên ngủ trước, còn mình thì đứng ở trong đình viện chờ Lý Bất Ngôn trở về, thuận tiện ngẫm lại lời Quế Hoa nói. Lúc trời sắp sáng Lý Bất Ngôn trở về Tạ phủ, thấy Yến Tam Hợp còn chưa ngủ, thì nhíu mày. Lo lắng cho ta à? Ừ. Yến Tam Hợp nắm tay Lý Bất Ngôn, đi về phòng tắm. Nhà đầu này từng cõng Quế Hoa, trên người rất bẩn, xưa nay nàng lại thích sạch sẽ, cả đêm nay hẳn là cắn răng chịu đựng lắm. Nước nóng ở đâu ra thế? Lý Bất Ngôn vừa cởi quần áo, vừa hỏi. Dùng thân phận người nhà ngoại của lão phu nhân, sai hạ nhân cứ cách một canh giờ đưa nước nóng một chuyến, dám không đưa, ta lại lấy thân phận tiểu thư ra. Yến Tam Hợp nói xong thấy buồn cười. Mau tắm đi, Tam Hợp nhà ta uy vũ. Lý Bất Ngôn chui vào trong nước, nước ấm tràn đến cổ, nàng thoải mái thở dài. Yến Tam Hợp lấy một cái ghế nhỏ, ngồi ở phía sau giúp nàng gội đầu. Lúc đến phần mộ của Tĩnh Trần, Quế Hoa làm nhảm hơn nửa canh giờ, sau đó ta và Hoàng Kỳ đưa nàng đến Giáo Phường Ti. Người của Giáo Phường Ti có sợ không? Cũng không phải sợ hãi, hỏi nàng là người hay quỷ nữa kìa. Lý Bất Ngôn bật cười một tiếng. Cũng may phòng nàng vẫn còn, đồ đạc còn chưa kịp chuyển đi, chúng ta đưa nàng vào phòng, mới trở về. Đúng rồi, nàng còn bảo ta nhắn cho ngươi một câu. Câu gì? Chờ quan tài khép lại, chắc chắn phải nói với nàng một tiếng. Yến Tam Hợp chờ Lý Bất Ngôn, ngẫm lại tin tức cả hôm nay. Tâm ma ở Đường Ra, muốn khép lại không dễ dàng, phải để bà ấy chờ rồi. Lý Bất Ngôn quay đầu, cười nói. Ta cũng nói như vậy, bảo bà đừng chết quá sớm. Bà ta nói thế nào? Bà ta nói, bà ta từ nhỏ đã bị mắng là con rùa nhỏ, rùa sống ngàn năm, bà muốn chết sớm, cũng không chết được. Tìm Yến Tam Hợp trầm xuống cả tối, sau khi nghe được một câu này thì chợt được nâng lên. Nàng dừng một chút, nói. Bất Ngôn, mấy ngày nữa chúng ta chuẩn bị dọn ra khỏi Tạ phủ. Lý Bất Ngôn cả kinh. Nhanh như vậy sao? Phải nhanh lên. Yến Tam Hợp không gạt nàng. Vụ án Đường Kỳ Lệnh có mối liên quan quá lớn, sau này sẽ phát sinh chuyện gì, không ai đoán được cả. Đây vốn là chuyện của hai chúng ta, kéo Tam gia và Tiểu Bùi gia vào đã không nên, lại kéo Tạ gia nữa. Dừng lại. Lý Bất Ngôn tức cười. Không phải chúng ta kéo Tam gia và Tiểu Bùi gia vào, mà họ tự muốn giúp, ai chủ động, ai bị động, việc này phân rõ ràng. Tiếp nữa, coi như kéo Tạ gia vào, cũng là bọn họ thiếu nợ ngươi. Không nợ ta, nợ Yến Hành. Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn. Cũng không phải ta mềm lòng, chỉ là không muốn liên lụy đến người vô tội, những người khác không nói, đại thiếu phu nhân nàng đối xử với chúng ta luôn là thật lòng. Ngươi mềm lòng quá. Bàn tay dính nước của Lý Bất Ngôn đặt lên trán nàng. Tam gia nói chuyện nhà cửa giao cho hắn, đến bây giờ vẫn chưa nói tiếp, không biết sẽ chuyển đến đâu. Ngày mai ta tới hỏi hắn chuyện nhà cửa, nếu không có thì ở khách điếm cũng được. Khách điếm thì khách điếm, vừa hay ta ở Tạ gia đến chán ngấy rồi, nhà cao cửa rộng lại chẳng có chút tự do, thật là ức chế. Ngủ muộn, nên Yến Tam Hợp cũng dậy muộn, quá giờ trưa nàng mới từ từ mở mắt ra. Lý Bất Ngôn không có ở đây, hơn phân nửa là ra khỏi nhà hỏi thăm khách điếm rồi. Sau khi rửa mặt thay quần áo, cô đi ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt. Trong ghế Thái Sư, Tam gia mặc một thân TSM màu xanh da trời, đang miễn cưỡng đưa trà lên miệng. Lại đây ngồi. Tạ Chi Phi nhìn Yến Tam Hợp, lại nói với thang viên đứng bên cạnh. Cô nương đói bụng rồi, dọn cơm đi. Vâng. Yến Tam Hợp ngồi xuống đối diện hắn, tay và chân không biết phải đặt ở đâu, khô khan hỏi một câu. Sao ngươi lại tới đây? Tạ Chi Phi cũng không ngẩng đầu. Ăn cơm trước, cơm nước xong hẳn bàn chính sự. Tạ phủ to như vậy, ngươi không có chỗ kiếm cơm ăn, chạy đến chỗ ta ăn trực hả? Yến Tam Hợp nhìn hắn, không ngờ Tạ Chi Phi cũng đang ngước mắt lên. Ánh mắt vừa chạm đã làng đi. Yến Tam Hợp mặt không biến sắc nhìn sang một bên, Tạ Chi Phi thì xách ấm trà lên, làm bộ làm tịch rót cho mình thêm chút nước. Thêm xong, lại cảm thấy mình làm hơi quá, vì thế thuận tay rót cho cô một chén. Yến Tam Hợp nhận lấy, yên lặng uống hai ngụm, chẳng phẩm được mùi vị gì, chỉ cảm thấy chung trà này toàn là mùi vị của ngươi này. Hai người ngồi chờ cơm đến, nhưng cơm lại mãi chẳng thấy đâu. Yến Tam Hợp xưa nay lãnh đạm, không có biểu cảm, không mở miệng là thói quen của nàng. Tam gia thì không thế, miệng Tam gia vốn bôi mật. Ta phải hành động tự nhiên một chút. Tạ Chi Phi ho khan một tiếng. Tối qua ngủ thế nào? Cũng được, có nằm mơ hay không? Không có, hôm qua đi bộ nhiều thế, chân cảm thấy thế nào? Cũng được. Minh Đình, người mau tới đây nhanh, huynh đệ sắp chịu không nổi rồi. Tạ Chi Phi rất bối rối, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh như sói đuôi to. Yến cô nương lúc nói chuyện, có thể nói nhiều hơn hai chữ không? Không thể. Thêm một chữ, Yến cô nương cũng không biết nên nói cái gì. Chương 310, xuất phủ. Trong lúc không khí đang xấu hổ, thang viên mang theo hộp thức ăn khoan thai bước đến. Hai chén cơm, 5 món ăn một món canh, lần lượt bày lên bàn. Dù gì nơi này cũng là Tĩnh Tư Cư, dù gì Yến Tam Hợp cũng là chủ nhân, nàng bưng bát lên, khẽ gật đầu với người đối diện. Ăn cơm. Vừa dứt lời, thì trên tay chợt trống rỗng, không biết từ lúc nào mà bát đã nằm trên tay người nọ. Tạ Chi Phi gắp cơm vào bát. Ta không đủ cơm, ngươi ăn ít một miếng đi. Yến Tam Hợp thật muốn trợn hắn một cái, trợn đến mức khiến hắn không nhìn thấy con ngươi của mình. Tam gia, ngươi làm ơn tìm cái cớ gì hay hơn chút đi, bên cạnh ngươi không phải còn một bát cơm lớn đó sao? Cô cố ý vươn ngón tay chỉ vào bát cơm bên cạnh kia. Ánh mắt Tạ Chi Phi đảo qua, thầm nghĩ ta tìm cái cớ gì nát thế này. Ván đã đóng thuyền, Tạ Chi Phi chỉ coi như mắt mình mù không nhìn thấy, hết sức tự nhiên trà chén lại cho nàng, hết sức tự nhiên đánh trống lảng. Đúng rồi, Lý Đại Hiệp nhà ngươi đâu, sao không thấy bóng dáng vậy? Yến Tam Hợp không tiện nói lý bất ngôn đi tìm khách điếm, bèn hỏi ngược lại. Tiểu Bùi gia nhà ngươi đâu, sao không đi theo? Tạ Chi Phi không tiện nói Tiểu Bùi gia bị hắn trêu chọc một đêm không ngủ được, lúc này đang ngủ bù ở Tăng Lục Ti, hắn cũng hỏi ngược lại. Sao, ngươi nhớ hắn à? Con mắt nào của ngươi thấy ta nhớ hắn? Yến Tam dùng ý chí kiên cường như sắt, duy trì biểu cảm của bà đồng, thản nhiên nói. Đúng vậy, nhớ hắn. Bùm! Đầu óc Tạ Chi Phi bỗng nhiên trống rỗng. Hai trái tim bị mạng nhện bao bọc, giờ phút này chợt đứt đoạn. Một trái tim chất đầy những ý nghĩ như ta là ca ca nàng, ta muốn tác hợp nàng và Tiểu Bùi gia. Một trái tim khác chất đầy bình giấm chua, Tiểu Bùi gia tính là cái thá gì? Sao nàng lại nhớ hắn, ta mới là người nàng nên nhớ thương. Trong lúc hít vào một hơi, trái tim cũng đập loạn. Tạ Chi Phi giãy giụa. Thật trùng hợp, tối qua hắn cũng nhớ ngươi. Yến Tam Hợp ngước mắt, nhíu mày. Hắn nhớ ta cái gì? Tạ Chi Phi chợt nở nụ cười. Hắn nhớ gì ngươi còn cần ta nói sao? Cần. Yến Tam Hợp buông đũa xuống cái rầm, lập tức lạnh mặt nói. Ngươi nói rõ ràng từng chuyện xem, ta chờ nghe nè. Ta nói nè Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi thấy sắc mặt cô không ổn, vội hòa giải nói. Ta nói đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại cho là thật chứ? Ta nói nè Tạ Tam gia. Sắc mặt Yến Tam Hợp lạnh đi. Cơm có thể ăn lung tung, chứ đừng có đùa lung tung, đừng có tác hợp uyên ương lung tung. Xoẹt, mạng nhện trong lòng Tam gia lại âm thầm nối lại. Máu trong một trái tim chảy mạnh, mỗi một giọt đều đang kêu gào một câu, nhìn xem, Tiểu Bùi gia căn bản không tính là cái quái gì. Máu trong một trái tim khác chợt ngừng lại, nàng không thích Bùi Minh Đình, hắn đắc ý gì chứ? Làm sao hắn tác hợp cho hai người này đây? Hắn đúng là có vấn đề. Tạ Tam gia hiếm khi cứng họng, vội cầm lấy bát, và một miếng cơm, mơ hồ nói. Không nói nữa, ăn cơm, ăn cơm. Đánh vào bông vải mềm, Yến Tam Hợp bị kẹt một hơi trong cổ họng, lên không được, xuống không xong, cực kỳ khó chịu. Khó chịu nên cơm cũng nuốt không trôi. Yến Tam Hợp vốn đã ăn cơm chậm, lần này lại càng chậm hơn. Tạ Chi Phi tuy rằng ăn cơm, nhưng vẫn liếc nhìn Yến Tam Hợp, chợt thấy kinh hãi. Lúc cô ăn cơm còn có một tật xấu, gặp phải thức ăn hợp khẩu vị, thì sẽ nhai kỹ, chậm rãi thưởng thức. Gặp phải món không hợp khẩu vị, thì sẽ nhíu mày lại, lông mi dài rũ xuống, thần thái giống như đang nói ai làm đồ ăn này. Làm cho con người ăn sao, cho heo ăn mới đúng. Nhìn cái gì mà nhìn? Yến Tam Hợp hoàn toàn tức giận, ngẩng đầu lạnh lùng cười. Tam gia nhìn ta như vậy có thể ăn ngon hơn sao? Ngươi còn kèm chút. Tạ Chi Phi nhẹ nhàng gắp một miếng ngó sen vào bát cô. Khuôn mặt này của ta có thể gánh vác trọng trách này. Ngươi được lắm. Yến Tam Hợp đẩy miếng ngó sen qua một bên. Sao, ngó sen cũng không thích ăn à? Tạ Chi Phi nhíu mày, anh nhớ hồi nhỏ cô rất thích ăn món này. Yến Tam Hợp nhìn hắn, cười gằn. Ngó sen toàn tơ, ta không cần. Tay cầm đũa của Tạ Chi Phi cứng ngắc giữa không trung, vươn ra cũng không được, thu hồi cũng không được, chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Cái tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ nhà ngươi, thứ hèn mọn hạ lưu, vừa khuyến khích Bùi Minh Đình, vừa âm thầm thăm dò Yến Tam Hợp. Bùi Minh Đình tâm như cho tàn với Yến Tam Hợp, ngươi khó chịu. Bùi Minh Đình cho tàn cháy lại với Yến Tam Hợp, ngươi cũng khó chịu. Yến Tam Hợp không có cảm giác với Bùi Minh Đình, ngươi sốt ruột. Yến Tam Hợp có ý với Bùi Minh Đình, ngươi càng sốt ruột. Ngươi làm sao vậy? Điên rồi à? Tam gia không điên, thang viên sắp điên rồi, là bị không khí kỳ lạ giữa hai người dọa điên. Trà pha xong, cô mang trái cây điểm tâm lên rồi vội vàng đóng cửa rời đi. Yến Tam Hợp bưng chén trà lên miệng, thầm tính toán một hồi làm sao mở miệng hỏi hắn chuyện nhà đây. Chuyện vừa rồi trên bàn cơm, đều do ta không phải. Phụt, Yến Tam Hợp phun ngụm trà ấm lên người hắn. Tạ Chi Phi phủi nước trên người. Ta tìm nhà xong rồi, Yến Tam Hợp, ngươi sắp xếp dọn ra ngoài đi. Thư phòng nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường. Yến Tam Hợp gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Chi Phi. Nam nhân này có thể đọc được suy nghĩ sao? Nàng đang định hỏi chuyện nhà mới, hắn đã nói tìm được nhà rồi. Chuyện gì ứng nấm của ngươi ta đã điều tra rõ ràng, là người hầu của nương ta, Lý Chính gia, thừa dịp người khác không chú ý, cho thêm một chút canh giải rượu vào canh của ngươi. Tạ Chi Phi im lặng một lát. Lý Chính gia còn chưa phải chủ mưu, cô ta chỉ lấy tiền của người ta rồi làm việc dùm, chủ mưu thực sự là Đỗ Y Vân. Bỏ qua chuyện nam nữ yêu đương, trí tuệ Yến Tam Hợp lên sóng, bình tĩnh nói. Tay Đỗ Y Vân có thể vươn dài như vậy sao? Lời này lập tức nhắc nhở Tạ Chi Phi. Hai nhà Đỗ, Tạ giao hảo mười mấy năm, Đỗ Y Vân 3 ngày 2 bữa chạy tới Tạ phủ, nàng có thể đưa tay vào trong phòng phu nhân, nói không chừng còn đưa tới nơi khác. Xem ra, lát nữa còn phải nhắc nhở Tạ Tiểu Hoa một chút. Có tiền có thể sai ma khiến quỷ. Tạ Chi Phi nói một câu đơn giản, cũng không nói thêm chuyện Lý Chính gia. Nhà tìm được rồi, 2 cửa vào 2 cửa ra, ngay giữa thành Tứ Cửu, yên tĩnh trong náo nhiệt, đoạn đường khá tốt. Tiền thuê ta trả trước 2 năm, tổng cộng 180 lượng. Các ngươi dọn qua, thuận tiện tự do ra vào, cũng không ai có thể hại các ngươi. Yến Tam Hợp có thể nói gì nữa, lúc buồn ngủ có người đưa gối đến, chẳng cần phải nói gì cả. Chỉ là trong chuyện này, có một chỗ kỳ lạ, Lý Chính gia là bồi phòng của Ngô thị rốt cuộc là dung túng cho người hầu hành hung, hay là chẳng hay biết gì, Tạ Chi Phi không nói rõ. Cô nghĩ, hắn cũng sẽ không nói rõ được. Chờ Bất Ngôn trở về, chúng ta sẽ dọn đi. Thái độ của Yến Tam Hợp cũng dứt khoát như con người của nàng. Ta không muốn kinh động phía lão phu nhân và phu nhân, làm phiền Tam gia chào hỏi dùm. Việc này để ta sắp xếp. Tạ Chi Phi cũng rất dứt khoát. Đúng rồi, giúp ta sắp xếp một chỗ nghỉ chân cho ta và Minh Đình. Chờ một chút, ánh mắt Yến Tam Hợp sâu đi. Ngươi có ý gì? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.